Yo, hello anh em, chào mấy kênh trở lại với Top Mobile Games. Và thực sự là sorry anh em, bởi vì vừa rồi mình cũng vừa bị ốm dậy xong này, rồi còn công việc các thứ nên bây giờ mới lên được video dành cho anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về phiên bản Permetesacker Big Time mới nhất của Arsenal. Hiện tại thì Konami đang dục dịch tung ra rất nhiều những cái phiên bản Big Time khác nhau của các câu lạc bộ. Đặc biệt là mới đây chúng ta có khả năng là sẽ xuất hiện được cái phiên bản Adriano Big Time, với cái việc là trailer của Konami ở mùa season 5 này sẽ là về European Showdown, có nghĩa là những cái cuộc đối đầu kinh điển của châu Âu. Thì AC Milan và Inter Milan cũng đã góp mặt trong cái hình ảnh trailer vừa rồi. Rummenigger! Và trong ngày hôm nay chúng ta có được sự xuất hiện của Permetesacker, thêm một cái bức tường chắn vững chắc dành cho anh em để đối đầu với những cái vị trí tiền đạo, với những cái khẩu thần công gọi là kinh khủng khiếp, cùng với các cái skill như là phenomenal finishing rồi các thứ. Thì bây giờ chúng ta lại có thêm một cái phiên bản thủ. Nói chung là mặt bằng chung thì đây là một vị trí có bộ chỉ số là kinh khủng khiếp. Với cái nhận thức phòng ngự, với cái khả năng cắt bóng, với cái việc là tham gia hỗ trợ về mặt phòng ngự, nó là rất ấn tượng. Bản thân Permetesacker thì cũng nổi bật với cái chiều cao nó gọi là khủng khiếp ở trong game hay là ngoài đời, 1m98. Và anh em cũng thấy rõ ràng rằng cái thể hình trong cái mùa năm nay đóng một vai trò rất là quan trọng. Đơn cử thôi, này nói hơi vui một tí. Dạo đây thì mình thấy là anh em gặp cái hiện tượng là modder đúng không? Thiết kế cho những cầu thủ cao tận 3m. Và đối đầu với những cái cầu thủ như vậy thì hầu như chúng ta rất khó để có thể chơi những cái đường bóng dài. Vì là cầu thủ to, cao, cái vị trí để có thể hướng tới cái trái bóng nó sớm hơn chúng ta. Và trong trường hợp của Metesacker cũng như vậy, khi mà phòng thủ với cái sải chân dài và cái việc là chơi đầu cũng rất là ấn tượng của Metesacker, cộng thêm cái bộ chỉ số phòng ngự nó là kinh khủng, thì Metesacker có thể có những pha cắt bóng nó là không tưởng, bởi vì là chân rất dài và anh em nào mà chơi match up thuần thục rồi, chúng ta có thể match up theo kiểu pressure cơ bản hoặc chúng ta có thể dùng standard, thì cái khả năng match up của Metesacker là rất ấn tượng. Đây, một cái tình huống cắt bóng mà chúng ta thấy được rằng là Metesacker dùng cả thân người của mình rất đồ sộ, với cái aggression nó cũng rất là cao này, tackling cũng là 99 rồi, thì hầu như là những pha cắt bóng của Metesacker rất là chính xác. Họa chung thì có lẽ cái điểm yếu chúng ta vẫn thấy rõ ở Metesacker đó chính là cái việc quá chậm chạp, dây bóng quá tệ, chuyền cũng không phải là quá ấn tượng. Thì đây là cái điểm mà nó quá là rõ ràng về cái điểm yếu của Metesacker rồi. Điều này có thể được bù trừ nếu anh em chơi một vị trí build up, và hiện tại mình đang chơi cái chiến thuật là 3CB. Anh em thấy được rằng là mình xếp Metesacker sang bên ngoài luôn. Khi đá bên ngoài như này chúng ta có thể có những pha chặn bóng mà đối đầu với tiền đạo cánh với đối phương, và sẽ có những pha cắt bóng dài hoặc chúng ta match up để đối phương không thể truyền vào. Thì đấy cũng sẽ là một cái phương án mà chúng ta tận dụng được tối đa cái chiều cao của Metesacker và cái bộ chỉ số nó là khủng khiếp này. Cái việc add skill mình nghĩ cực kỳ quan trọng là chúng ta phải add thêm skill truyền cho Metesacker. Với cái lối chơi possession game thì có lẽ Metesacker không hợp. Tuy nhiên thì chơi quick counter, long ball counter thì Metesacker là cực kỳ hợp anh em nhé. Vì chúng ta có thể là cắt bóng tốt này, chúng ta sẽ tung ngay những cái đường truyền chọc khe lên phía trên. Rất tiếc là Metesacker không sử dụng bất kỳ cái skill truyền nào, và đặc biệt là chúng ta sẽ phải tập trung vào những cái skill truyền dành cho Metesacker. Chúng ta có thể add thêm skill fighting spirit nữa, one touch pass nếu anh em muốn. Thì chắc chắn là Metesacker có thể sử dụng rất là dễ dàng với anh em nào mà đam mê cái lối đá quick counter. Hiện tại mình đã possession nên là nó cũng không hợp. Tuy nhiên thì mình đã test quick counter rồi, và Metesacker rất là hợp với cái lối đá như vậy. Cái việc là hỗ trợ về mặt tấn công ấy, chúng ta cũng sẽ thấy rõ được khi mà Metesacker tham gia vào việc đá phạt góc, và chúng ta có thể set up, anh em set up cho thế nào, cho cái vị trí tấn công dành cho Metesacker ở cột xa cột gần thì tùy anh em, miễn là chúng ta có được cái hiệu quả cao. Một pha bóng tiếp tục của Metesacker cắt bóng nó là ở cái khoảng cách nó quá tốt. Anh em thấy rõ ràng là cái chiều cao đóng vai trò quá quan trọng dành cho Metesacker, bất kỳ một cái cầu thủ nào. Đơn cử như cái trường hợp modder 3m, rất khó chịu luôn. Mình đã từng gặp rồi, và gần đây anh em gặp rất nhiều rồi. Anh em modder công nhận là nhiều trò thật.
hy vọng là năm sau thì Konami không có chặn IP Việt Nam nhé. Mọi người đi anh em ơi, một cái điểm yếu cố hữu nữa đó chính là cái việc mà chọn vị trí phòng ngự khi mà Motorsucker đá ở vị trí 1CB, nghĩa là CB chính giữa ấy, thì nó rất là tệ. Vì là cái Style Destroyer này thì có lẽ là sẽ đánh dập nhiều hơn. Mình nghĩ là đá giạc biên như này là rất tốt này. Tuy nhiên thì kể cả khi vào trong chiến thuật là 4 hậu vệ thì đôi khi nếu như chúng ta chơi theo cái lối đá đó chính là build up mà thiên hướng là hơi dập cao hơn một chút thì Motorsucker sẽ để lộ ra cái khoảng trống mà chúng ta khó cover kịp về kịp được. Tốc độ nó không quá là cao, thành ra là sẽ có những pha xử lý nó hơi bị chậm chạp. Thì hơi tiếc với cái điều này dành cho Motorsucker. Còn nhìn chung thì mọi thứ đều tạm ổn. Và có lẽ đây sẽ là một cái phương án để hỗ trợ về mặt phòng ngự dành cho anh em. Anh em nào đang thiếu những vị trí như là Maldini, chúng ta vụt mất Maldini ở cái bóc vừa rồi, chúng ta để tập trung vào cái bóc này dành cho Motorsucker. Rất nhiều những vị trí CB Big Time chất lượng rồi, Konami đang tung dần ra dành cho chúng ta để đối đầu với những vị trí tiền đạo khủng khiếp trong mùa năm này. Lại lột phá các bóng tốt nữa của Motorsucker, em thấy không? Chờ trần ổn đấy chứ, ui dù lao đấy. Ây, rất khó chịu dành cho tiền đạo đối phương khi phải đối đầu với Motorsucker. Nếu như mà đó là một cái vị trí mà dây bóng khéo này, tốc độ cao này thì có thể sẽ đánh bại được Motorsucker. Nhưng hiện tại thì trong cái trận đấu này chúng ta chưa thấy được điều đó ở tiền đạo của team bạn. Nếu chúng ta nghĩ về cái setup ấn tượng dành cho những cái vị trí CB, mình nghĩ là có thể anh em xếp cho Motorsucker đá cặp cùng Big Game Bauer, Motorsucker đá cặp cùng với cả Rykard thì nó thực sự là rất ấn tượng đấy. Mình rất muốn test cái cặp đó chính là Rykard và Motorsucker. Nhưng mà đang đá cái event của tuyển Đức nên là chúng ta sẽ có Big Game Bauer và Motorsucker. Đây dây bóng nó là rất tệ và chúng ta thấy rõ ràng cái điều này của Motorsucker. Eden Hazard và team bạn đã có một bàn gỡ 1-2. Anh em thấy không? Rất rõ ràng về cái điểm yếu này. Mình show luôn cho anh em rồi. Rất khó để chúng ta có thể cầm Motorsucker và kéo bóng lên. Biết đâu Konami sẽ tung ra một cái phiên bản của Koscielny dành cho anh em Arsenal, nhưng mà mình nghĩ là cái này cũng hơi khó xảy ra khi mà Koscielny cũng đã giải nghệ và hiện tại thì cũng không biết là Konami có tung Koscielny hay không. Rất là khó đây. Hy vọng là có để chúng ta có thể build được cái team Arsenal hay dành cho anh em fan Arsenal, cá nhân mình và rất nhiều anh em khác. Tiếp tục tấn công anh em ơi, Musiala. Trong cái bot lần này thì chúng ta cũng đã có phiên bản Ferdi Lundberg và Gilberto Silva. Thì mình cũng sẽ làm Gilberto Silva. Lundberg thì không biết là có kịp làm không bởi vì là cũng chưa quay được anh em ạ. Còn Silva thì đương nhiên là một trong những cái vị trí Anchorman được anh em tin dùng ở cái mùa 2021. Kể cả là phiên bản Legend hay là cái phiên bản Iconic Moment thì cũng khá nhiều anh em tin dùng Silva. Cá nhân mình cũng là một người tin dùng Silva. Ok, và đó là trận đấu cùng với Motorsucker phiên bản CB Big Time của Arsenal lần này. Đánh giá chung thì đây chắc chắn là một cái phiên bản CB mà có được cái ưu điểm mạnh về chiều cao, về khả năng cắt bóng, về chỉ số. Nhược điểm chắc chắn vẫn là về cái khả năng tốc độ của Motorsucker. Khả năng chọn vị trí đôi khi sẽ hơi bị chọn vị trí sai với những cái đường truyền căng ngang của đối phương. Và chắc chắn là về khả năng truyền trọt thì chúng ta sẽ phải add thêm skill dành cho Motorsucker. Hy vọng anh em sẽ có được cái phương án tối ưu cùng với Motorsucker nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.